Giản Diệu Nhi gửi về cho bác sĩ Đức như sau. Chào bác sĩ, con em 5 tuổi và đi khám được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm kết mạc dị ứng và bị đỏ, chảy nước mắt và chảy ghè. Cứ khám thì nhỏ thuốc rồi thì đỡ, sau đó thì lại bị lại. Và em đang muốn tìm một nơi khám, tại vì em đã đi khám rất nhiều nơi mà không hết được tình trạng này. Vậy và em nhìn bé thì đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi, tuy nhiên là với tình trạng cứ liên tục bị như vậy thì rất ảnh hưởng tới tình trạng học của con. Vậy thì bác sĩ tư vấn giúp em tại sao tình trạng này lại không hết được hoàn toàn, có cách nào để điều trị dứt điểm không? Xin mời bác sĩ Đức. Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi cho chương trình. Thì với những cái triệu chứng của chị mô tả cũng như là cái chẩn đoán của bác sĩ thì chắc chắn đây là một tình trạng là viêm kết mạc dị ứng rồi. Và ở trẻ con thì người ta hay mô tả nó là một tình trạng viêm kết mạc mùa xuân. Cái này thì về bản chất nguyên nhân ấy, như lúc đầu bác sĩ đã chia sẻ rồi, đó là do các cái tác nhân từ môi trường bên ngoài như thay đổi thời tiết, phấn hoa hay là các cái hóa chất nó có thể gây ra tình trạng dị ứng trên mắt của con chị. Bởi vì những cái bạn mà có tình trạng viêm kết mạc dị ứng ấy thì là những bạn mà có mắt nó rất là nhạy cảm, nó rất dễ dàng phản ứng với các cái tác nhân từ bên ngoài, dù là ít hay nhiều, nhiều thì bệnh sẽ nặng mà ít thì bệnh nó sẽ nhẹ, nhẹ thì thường đấy, như con chị là ngứa này, đỏ này, còn những bạn nặng hơn thì thậm chí là còn sưng nề mi này, phù này, kết mạc này, nhìn rất là sợ. Thế thì việc điều trị ở đây ấy, là chỉ điều trị về mặt triệu chứng thôi, còn về nguyên nhân vẫn phải do mình phải xem là mình bị dị ứng với tác nhân nào để mình tránh ra. Ví dụ như là do thay đổi thời tiết thì nói vui là thôi thì chắc phải chuyển chỗ ở, ví dụ đang ở Hà Nội thì thôi về Sài Gòn ở cũng được, còn ở Sài Gòn thì thôi lại chuyển ra thủ đô ở đấy. Còn nếu dụ do dị ứng với lông chó lông mèo thì thôi thì không nuôi chó nuôi mèo nữa, hay là do phấn hoa thì thôi đừng trồng hoa nữa, đấy là để vui thôi. Còn cái chính nhé, để mình xác định được là dị nguyên gây dị ứng là gì thì có thể mình đến các bệnh viện đa khoa mà có khoa dị ứng nhất, mình làm các cái xét nghiệm mà để tìm dị nguyên. Gần đâu đấy là có khoảng 100 cái dị nguyên mình có thể test, mình kiểm tra nhé để xem nguyên nhân là gì, từ đấy mình sẽ biết mình tránh thì không bị lại. Còn xác định là không xác định nguyên nhân mà cứ để tiếp xúc như thế thì nó sẽ bị tái đi tái lại nhiều lần, rất là khó. Chào bác sĩ Đức, chào chương trình. Em ngủ dậy mấy ngày hôm nay thì thấy mắt đỏ và em có đi mua thuốc về tra, tuy nhiên là không đỡ. Và hai hôm nay thì em thấy mắt mình nhìn hơi mờ đi và khi nhìn ánh sáng thì thấy hơi chói và muốn nhắm mắt lại. Vậy thì bác sĩ cho em hỏi là có phải tình trạng này đang mắt đỏ hay không và em có cần phải đi khám hay không ạ? Xin mời bác sĩ Đức giải đáp câu hỏi khán giả Tùng Dương. Cảm ơn bạn Tùng Dương đã hỏi không? Gửi câu hỏi về cho chương trình thì với cái triệu chứng như bạn mô tả thì nó chỉ có một cái là đỏ mắt thôi. Ngoài ra thì không biết là bạn có cụm mắt có ra dị ứng gì hay không. Đó. Và bạn ấy về sau thì có thấy bạn nhắc đến một triệu chứng là mờ đi, nhìn mờ và nhạy cảm ánh sáng, thì cái triệu chứng này thì nó lại thường nó không phải có kết mạc đâu mà nó liên quan nhiều đến giác mạc đấy. Tuy nhiên thì cái giác mạc này đôi khi có thể là nó bị độc lập hoặc cũng có thể là nó sẽ phối hợp với tình trạng viêm kết mạc. Vì trong số các nguyên nhân gây ra viêm kết mạc có cái tình trạng viêm kết mạc do adenovirus thì có những thể nó có thể gây ra biến chứng viêm giác mạc. Vì vậy thì đối với tình trạng của bạn, tốt nhất là bạn nên đi khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt để bác sĩ khám và chẩn đoán xem cái tình trạng viêm nó ở đâu, để từ đấy mình sẽ có một cái biện pháp điều trị nó phù hợp với bạn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đức. Vậy thì như bác sĩ vừa chia sẻ đó là đối với nguyên nhân do adenovirus thì không phải là chỉ có biểu hiện trên kết mạc mà thậm chí có một số thể có thể biểu hiện triệu chứng trên giác mạc. Và nếu như mà bệnh nhân đã có triệu chứng trên giác mạc thì thị lực của bệnh nhân sẽ có thể ảnh hưởng và thậm chí là bị đe dọa nếu như chúng ta tự ý điều trị mà không theo phác đồ của các bác sĩ chuyên khoa mắt. Chính vì vậy là với khán giả Tùng Dương thì hy vọng là qua câu trả lời vừa rồi của bác sĩ thì Tùng Dương sẽ nhanh chóng đi thăm khám để chúng tôi có thể có điều trị kịp thời.